Thời tiết hôm nay không còn mưa nữa, rất là đẹp. Và mèo con mèo đã hết rét, đã ngẩng mặt, rất là hạnh phúc nha. Mèo. Thời tiết đã không còn mưa nữa, không mưa rét nữa các bạn thấy không? Cho nên là chú mèo đã ok rồi đây này. Mèo. Mèo. Hết rét rồi. Hết rét rồi. Không chạy, sao phải chạy? Chạy đâu? Ok mà. Gian đấy. Mèo bây giờ cũng ăn thức ăn công nghiệp rồi. Đấy, ăn thức ăn. Ôi, chạy đâu? Trốn rồi à? Sao phải trốn? Thôi, ra kia làm đây. Đấy, cùng một kiếp mèo. Đấy, thì bà làng này được ở. Có thấy không? Được ở trong lồng. Ăn thức ăn như nhau thôi. Đấy, được dọn dẹp sạch sẽ. Đấy, còn cô làng kia thì lại ở ngoài ngoài cổng. Đấy, à, ngoài ngoài sân. Mèo thì nhiệm vụ gọi là bắt chuột. Bà kia thì bắt chuột, còn bà này thì được hưởng thụ. Đấy. Trong nhà có lồng đệm êm, được dọn sạch sẽ. Đấy. Cũng là kiếp mèo đấy. Trong một gia đình đấy. Thì đứa được hưởng, đứa không được hưởng. Thôi, nghịch gì nữa. Vậy. Các bạn thấy không? Cùng một kiếp mèo đấy. Nhưng mà ai bảo con nào, đố người biết con nào sướng hơn. Mình thấy con kia tự do hơn, sướng hơn, cũng ăn cùng loại thức ăn. Tuy hơi lạnh một tí nhưng mà còn được tự do, con này thì bị làm trong chuồng. Đấy, các bạn nghĩ con xem. Thôi, hẹn các bạn lại nha. Đấy, hai con mèo cùng ở một gia đình đấy, ở nhà đình tớ đấy. Nhưng mình thì mình thấy con mèo trắng là hạnh phúc hơn, được tự do. Con này thì có thể sung sướng hơn, có lồng nước ấm hơn nhưng mà lại bị kìm hãm. Thôi, bye bye.